Bọn này thì uy tín rồi. Bướm cậu. Ủa, con này được phết đấy. Cân 3, cân 4 đấy. Lâu lâu được quả hít đẹp anh em ạ. Cắn ngay bụi bên kia. Đây cũng tạm tạm. Có hít. Một phát ăn luôn. Con này gấu đấy. Hai em rồi. To đấy. Ê, trúng móm rồi. Ê, ngon, cá to. Được. Toàn tin phết nhờ quả ấy. Tè re. Có quả hít rồi. Hít vừa đợi nãy đi trượt. Hít thứ hai. Xem nào. Ôi trời ơi. GoPro đâu. Ôi trời. Đây, nhà mình không phải bé đâu nhá. Nhìn trong camera nó thế thôi chứ khá phết đấy. Con này tầm khoảng cân 3. Lấy kim đã. Ui dồi ôi, nhìn kìa. Ủa bên kia kìa. À, các anh em thân mến, hôm nay chúng tôi quay lại một cái đập ở Ba Vì. Sáng nay bắt đầu mới câu. Thì từ sáng giờ là tổng cộng là được 4 phát hít thì là mất 2 con. Lấy được 2 con thì trong này một con khoảng cân 3 cân 4 gì đó. Anh Hùng vừa lên con cũng khoảng tầm này. Hôm nay thì trời hy vọng là sẽ mát mẻ một tí đi. Nhưng mà nhìn cái mặt cái xanh xanh này thì tôi cũng không tin lắm đâu. Bây giờ không biết là mấy giờ. Nhưng mà cứ câu đã. Khả năng là cá bắt đầu sẽ ăn mạnh tầm này rồi. Mùa này nó không có tép dầu nữa. Vừa nãy là anh Hùng câu lên con kia. Nó vừa mới trong mồm nó có một con cá rô. Cá rô phải bằng hơn 2 ngón tay ấy. Cá rô nhá. Tép dầu là không còn kìa. Đây cái con xác con cá rô kìa. Đây nó ăn cái con này luôn này. Đây nó vừa nốt con này. Đó, nốt còn đang nó còn đang nhai ấy, trong mồm nó còn nguyên ấy. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 luôn anh em ạ. Tôi đang lang thang tí vào ngày mùng 2 tháng 9. Hôm qua thì chiều hôm qua chúng tôi chơi ở mạn Phú Thọ thì chiều hôm qua là móm. Được xem bắn pháo hoa. Được xem bắn pháo hoa. Hôm nay thì vòng xuống Ba Vì. Béo phết nhỉ? Hết cả mồm. Ui dồi, uy tín. Trời đấy. Cảnh hôm nay cũng vẫn đẹp như mọi lần anh em ạ. Nhưng vừa nãy vào cái góc chỗ chuồng vịt kia không ăn thua. À chuồng lợn kìa. Không có con nào. Ra ngoài là bạc phát xong chạy. Ngon. Lại được quả hít nữa. Chuối hoa à không ạ? Đâu, à, không phải. Sụp. Không to, bé mà cắn kinh thế nhỉ. Con này gì còn 6-7 lạng. Cắn gấu thật. Con này bé quá anh em ạ. 4 lạng. Thôi thả đi. Lớn lên nha. Để anh em bắt tiếp. Nó cứ phải tầm trên cân giật nó mới đầm tay. Bé bé nhưng cắn rất là máu. Tạp một phát ở trong cái bụi này. À, ra gì à? Ui dồi ôi.
được hít rồi. To làm to thế. Ừ nhỉ, không to nhỉ. Không to mà gấu thế. Quả thứ ba. Bữa trưa của anh em cần thủ hoa ban cam. Sáng ăn bánh bánh gì nhỉ? Bánh tẻ với lại bánh bánh tẻ với lại bánh bao. Giờ cũng lại ăn bánh bao với bánh tẻ. Mà bọn tôi có thêm tí giò. Giò là điểu mua dọc đường đi. Đang ngồi giúp cái bụi này anh em ạ, nắng quá. Nó không nắng nhưng nó oi á. Tái được mấy con, bốn con. Ngồi chè thuốc đàng hoàng, ăn uống xong là tí thì câu tiếp. Nó còn kiệt tiếc quá. Thôi vào cành cây rồi. Thôi, bọn này vêu mồm mà thôi. Đây. Sởi sướng thế nhỉ. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 9. Bây giờ là ngã tư sướng rồi, đây là... ngã tư khổ nhá. Anh em ơi, hôm nay là mùng 2 tháng 9 đi qua ngã tư sướng. Ngã tư sướng. Mọi hôm là ngã tư sở, ngã tư khổ đấy, thì hôm nay sướng không? Vắng toe này cơ mà. Đi thuyền trên hồ vắng toe và về đây vắng toe. Hôm nay là anh em đi chơi hết rồi. Dân tình cũng đổ đi chơi sạch rồi nên là Hà Nội đang vắng lắm. Chạy thích thật. Muốn kiếm cái ngày này thì khó phết đấy, không phải lúc nào cũng có đâu. Giờ chúng ta chuẩn bị về đến cửa hàng xem là đổ cá ra xem nào. Cá to đến cỡ nào tôi lúc câu lên chả để ý. Chỉ biết quay quay thôi, tí về mình so ra lúc đổ rồi biết ngay. Sướng thật. Đây, cá đây anh em ơi, về đến cửa hàng rồi nhưng mà hôm nay cửa hàng bị đóng cửa không vào được. Xem nào, như là được có 4 con. Nhưng mà vấn đề là xem nó to hơn cỡ nào. Những cái con bong thì không nói, túm lại là cứ có cá lên đến nơi thì mới tính cá, chứ còn bảo bong hay là thả đi thì thả, chúng tôi thả khoảng 3-4 con đấy, không to lắm, khoảng cổ tay 5-6 lạng. Ai là cũng được cái Hùng ơi. Ừ, cá to phết. Con to nhất thì chắc khoảng cân cân 3. Con nhỏ nhất thì chắc khoảng cân. Được. Cá rất béo. Hả? Béo. Béo, sau mùa ăn tép dầu, bọn này ăn tép dầu cái thời gian vừa rồi mà giờ tép dầu nó hết rồi. Nhưng nó vẫn rất là béo. Chuẩn bị bắt chia đôi nhá. Béo nhỉ? Béo, núc. Béo, cá béo. Con này chưa to nhất đâu nhá. Vẫn to trong cơ. Đúng rồi. Ui giời. Được. Kinh nghiệm các em. Con này mất mới to. Con Santo ấy. Còn đi tiếc.